Chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình ngắt điện ở căn hộ. Có cái phiếu yêu cầu là cắt điện nước, cắt điện ở căn hộ. Vâng. Bây giờ chúng ta tiến hành sẽ là kiểm tra các cái thiết bị điện ở trong căn hộ đang sử dụng. Vì như ở đây thì bóng đèn đang sáng thì chúng ta tiến hành là tắt bóng đèn. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành là ngắt lần lượt các cáp ở trong căn hộ. Sau khi đã kiểm tra và ngắt át ở trong căn hộ thì chúng ta sẽ ra trục kỹ thuật để chúng ta ngắt át tổng. Ngắt át tổng cấp 1 vào căn hộ. Sau đây chúng ta sẽ mở trục kỹ thuật ra để chúng ta sẽ mở tủ điện ra và tiến hành là ngắt át cấp vào căn hộ. Như vậy là chúng ta đã cắt nguồn điện cấp vào căn hộ. Sau đây chúng ta sẽ vào căn hộ để kiểm tra xem nguồn điện đã được cắt hay chưa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra các ổ cắm trong nhà có con điện nữa hay không. Chúng ta sẽ lấy mũi thử điện để kiểm tra. Như vậy là điện ở trong căn hộ đã được cắt hoàn toàn. Sau đây tôi sẽ ghi vào form để kiểm tra và báo với bộ phận lễ tân. Tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình cắt điện ở trong căn hộ. Tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.